đãi tiệc ở trong nhà hay ngoài sân vậy? Bác hai nó đãi ngoài cho bác lắm. Vậy cũng được, nhưng mà có tổ chức cho mình đặc biệt không? Không, được rồi mà. Trời ơi, cơm không, cái gì thì buồn chết. Hội ngộ trùng dương lần thứ 6 thành công rực rỡ. Một pha cấp cứu ngoạn mục bằng trực thăng cứu sống một hành khách. Tôi phải đi hội ngộ trùng dương rồi chết cũng được. Thời tiết mùa thu thật đẹp, thật lý tưởng để thuyền tình Inspiration Carnival thuận buồm xuôi gió đưa 3.000 người Việt khắp nơi trên thế giới hội ngộ trùng dương trong 3 ngày thần tiên trên mặt biển từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10 năm 2014 tại cảng Long Beach, California, đến đảo Ensenada, Bể Tỳ Cơ và trở về bến cũ. Đây là chuyến hội ngộ trùng dương thần thứ 6 do hệ thống truyền thông Viên Thao độc quyền tổ chức từ năm 1993. Đã 21 năm qua, lần nào cũng thành công rực rỡ. Tính theo chiều dài của Carnival từ ngày thành lập năm 1972 đến nay, chưa có một cộng đồng thiểu số nào bao trọn chiếc tàu để tổ chức cho sắc dân của họ. Sáng kiến độc đáo của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn được ấp ủ nhiều năm. Anh quyết tâm để cộng đồng người Việt là cộng đồng đầu tiên và duy nhất thực hiện chuyến du lịch tuyệt vời này. Hội ngộ trùng dương là niềm hãnh diện của cộng đồng người Việt, là một cuộc hội ngộ ý nghĩa nhất, là dịp để gia đình, người thân, bạn hữu họp mặt và tìm lại người quen sau bao năm xa cách. Nhiều mẩu chuyện thú vị trong chuyến hội ngộ trùng dương, tình bạn kết nối trong những ngày bên nhau. Nhiều mối tình chớm nở, người quen từ Việt Nam, từ trại đảo, từ những năm đầu định cư tại một đất nước mới xa cách, giờ gặp lại thật vui mừng thắm thiết. Hội ngộ trùng dương còn là sự liên tưởng của những thuyền nhân khi vượt biên với những chiếc thuyền nan nhỏ bé, lênh đênh trên biển cả, lo âu mọi thứ. Giờ tràn đầy hạnh phúc trên một đại du thuyền 5 sao, với tình đồng hương khăng khít. Cảm nhận của nghệ sĩ tràn đầy xúc cảm, đời tư, đời riêng của họ được hành khách chiếu cố, hỏi han rất thân mật. Không ngại ngùng gì cả, ngồi bên nhau, tâm sự với nhau như người bạn phương xa lâu ngày gặp lại. Không có một khoảng cách giữa thần tượng và người hâm mộ như lời tâm sự của ca sĩ Quang Dũng lần đầu tiên trình diễn trong Hội ngộ trùng dương. Mỗi buổi sáng nhìn biển, nghe gió thu êm đềm, nói chuyện với hành khách ở một ly cà phê nào đó, một góc ngồi nào đó là một kỷ niệm trong tôi với chuyến đi này. Ca sĩ Ý Lan thật xuất sắc, cô chiếm được nhiều tình cảm nhất. Cách trình diễn sống động của Ý Lan làm khán giả cuồng nhiệt reo hò vang dội. Sân khấu như bùng nổ, một Ý Lan trẻ trung với chân trần mà hơi thở, lời hát, dáng điệu của cô đã đi đến sự tận cùng của âm nhạc. Một Ý Lan được chào đón bằng tất cả sự thương yêu, ngưỡng mộ ở mọi thể loại nhạc, nhạc trẻ, nhạc tình. Ý Lan có một sức hút mãnh liệt với khán giả. Dịp này, Ý Lan đã trình bày một ca khúc mới, Em Đi Qua, của nhạc sĩ Nguyên Nhu, phổ từ thơ của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn. Gió quay đời khẽ
được khán giả tán thưởng nhiệt liệt. Lời thơ, lời nhạc quyện vào nhau qua tiếng hát thật truyền cảm của Ý Lan, để âm hưởng bâng khuâng khi kết thúc bằng hai câu thơ rất nhớ, đậm nét. Đêm thánh lễ, có một người tự hỏi: tàn lễ rồi, Chúa hỡi có buồn không? Hai câu thơ này của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn đã được ba vị linh mục chọn để mở đầu cho buổi thánh lễ được tổ chức trọng thể trong khán phòng Candlelight vào 10 giờ sáng Chủ nhật. Hơn 600 hành khách đã hân hoan dự lễ. Điều mà hành khách không thể ngờ là ban tổ chức đã chu đáo xếp đặt một thánh lễ trên tàu. Nhiều giáo dân đã nói: trong đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi được làm lễ và rước lễ trên tàu. Giữa đại dương mênh mông, giữa sóng nước bạc ngàn, lời Chúa gọi về, tâm tư tôi thổn thức. Tôi cảm ơn nhà văn Đỗ Vẫn Trọn thật nhiều đã tổ chức buổi thánh lễ này. Hải trình của những ngày trên thuyền tình rất tốt đẹp. Bất ngờ, lúc 7 giờ tối Chủ nhật, khi nhạc hội trùng dương đang được diễn ra để thâu hình, thì hành khách được thông báo có một bệnh nhân cần cấp cứu. Trước đó 5 phút, nhà văn Đỗ Vẫn Trọn nhận được tin khẩn cấp này khi anh chuẩn bị ra sân khấu phát biểu. Câu hỏi đầu tiên của Carnival dành cho anh là: vị hành khách đó có bảo hiểm hay không? Anh hỏi lại: Carnival có lo được phần bảo hiểm hay không? Carnival không xác định vì đây là một chuyến hải trình do hệ thống truyền thông Viên Thao bao trọn, nên phần bảo hiểm có thể do bên thuê mướn. Trách nhiệm của Viên Thao là phải báo cáo rõ với Carnival những hành khách cần sự chăm sóc đặc biệt, cũng như giấy chấp thuận của bác sĩ cho lên tàu trong trường hợp có hành khách đau yếu, bệnh tật. Trường hợp bệnh tình của vị hành khách này do không được báo trước nên ban tổ chức và ban giám đốc tàu rất bối rối. Lúc đầu Carnival dự tính cho cano đưa bệnh nhân vào bờ, nhưng trước sự sống còn của bác Huỳnh Hoàng Kim, cư ngụ ở Minnesota, thời gian cấp cứu được tính từng phút, nên anh Đỗ Vẫn Trọn đã yêu cầu Carnival cho tàu chạy nhanh tối đa vào phần đất San Diego, nhưng vẫn bảo đảm sự an toàn cho hành khách trên tàu. Đồng thời điều động trực thăng cứu thương đáp khẩn cấp, đưa bệnh nhân vào bệnh viện. Tất cả mọi sinh hoạt trên tàu tạm ngưng, casino phải đóng cửa, nhạc hội trùng dương gián đoạn 10 phút. Hành khách trên boong tàu cao nhất phải xuống tầng dưới để trực thăng đáp an toàn. Tất cả diễn rất ngoạn mục như phim ảnh. Cách ứng trí nhanh chóng và đầy tình người của nhà văn Đỗ Vẫn Trọn được hành khách trên tàu vô cùng cảm kích. Chi phí cho việc cấp cứu này tốn đến 175.000 đô. Tuy nhiên, anh đã không nghĩ đến chi phí quá lớn mà phần gánh chịu chưa biết thuộc về ai. Trách nhiệm và lương tâm đã khiến anh làm một việc rất ý nghĩa và nhân ái. Qua đó, hành khách càng tin tưởng về hội ngộ trùng dương hơn. Đến nay, bác Huỳnh Hoàng Kim đã được đưa về Minnesota bình an. Qua lời kể của người vợ Trần Thanh Loan và người cháu Phan Hân đi cùng chuyến hội ngộ trùng dương và người con gái Huỳnh Thơ kể trên đài phát thanh Sài Gòn tại San Jose ngày 24 tháng 10 năm 2014, thì bác Huỳnh Hoàng Kim bị bệnh thận, phải đi bệnh viện lọc thận mỗi 3 ngày. Nhưng bác nhất quyết tham dự chuyến hội ngộ trùng dương này. Bác Kim nói: tôi phải đi hội ngộ trùng dương rồi chết cũng được. Do đó cô Huỳnh Thơ, con gái của bác, đã sắp xếp cho bác lọc thận tại bệnh viện Orange County hôm thứ Sáu trước khi lên tàu, và dự định thứ hai khi xuống tàu sẽ lọc thận tiếp. Nào ngờ bác Kim uống nhiều nước trên tàu nên thận có triệu chứng bất thường. Bác sĩ cho biết chỉ trễ một tí là sinh mệnh của bác Kim khó giữ được.